đập nhảy rất tốt luôn. Đây, anh Mọt này, tập tác này anh Mọt rất tốt. Góc này nữa. Không quan sát được hết góc. Pha đập cầu tốt đến từ Long Lê. Đi với bác đánh. Anh bác hôm trước bọn mình giao lưu rồi. Anh bác đánh tốt. Anh bác đánh khéo cực luôn. Thả lưới toàn sóc lưới. Vẫn còn. Ồ, thầy xem phim live có vấn đề thắc mắc gì chia sẻ mọi người cứ bình luận lên nha. Vẫn còn. Rồi vẫn còn. Bây giờ cầu trong anh được nha. Thanh Huy nha. Chúng mình cộng đánh 77 pro 3 u đánh được. Với cả tùy mọi người thôi chứ không nhất thiết phải 3 u hay 4 u đâu. Như mình đánh tạt hay là mọi người chơi theo lối đánh gì thì mọi người tôi có thể cầm cái vợt một cầm mượn vợt của bạn hay là đánh vợt nào khác ấy. Rất là nhiều loại vợt, ví dụ cứ không phải là vợt xịn là mình sẽ đánh tốt đâu, tùy vào cái lực tay của mình nữa là ấy đâu. Mọi người phải kiểu cầm, mọi người đánh cứ cầm đánh cây nào mọi người cảm thấy thoải mái và đánh tốt nhất ra. Guado ở trên Đà Lạt nha mọi người, mình không biết cái đấy mọi người ạ, mình không rõ cái đấy. Ai có vợt mình cứ ra, lâu lâu mình mượn đánh cây nào đánh hợp thì mình tìm cây đấy đánh. Sân này bi làm chuẩn nên cầu nổ lắm, siêu đẹp. Trần đen dễ nhìn cầu, thảm zone lách chạy sướng cực luôn, lưới cũng zone lách luôn. Bị què chân rồi, hôm trước gặp bọn mình xong bị què chân rồi. À bị què, trước đấy bị què, trước đấy cũng bị què rồi nhưng mà xong gặp bọn mình thì về sân sưng luôn. Mọi người xem video chưa? Hỏng rất nhiều và rất dễ ngoài. Phải bẻ lông đi thì có những đường cầu dai, mọi người xem mới hay được. Bình luận viên đánh như quân fan. Ui trời ơi. Bạn gì đến công trái nhà bạn đâu. Đúng mọi người. Vào đang là 17-16. Anh Mọt dùng cây anh Mọt đang cây đánh cây 880 à 88D2020. Mày đánh hay quá. Kệ bạn ơi. Vào nói câu thì người ta đã đánh giá là ngay là con người như thảo đúng không? Chưa ai làm gì bạn ấy luôn. Cầu ngoài sân. Gọn thật, đúng rồi, anh Mò tộc tác gọn đó. Gọn mà hay trông như bay ấy. Anh Mò trai. Cứng và nặng. Sân này là sân Zorado ở trên Đà Lạt cho mọi người nha. Sân siêu đẹp luôn. Sân anh Bi. Công ai sân. Tụi em mà em được vào phòng trưng bày vượt trường. Xong hôm nay hẹn anh Bi thì anh Bi có việc mãi mới ra. Toàn diện hơn hoặc với cả mọi người tăng chiều cao thì mọi người phải co xà đơn, tăng chiều cao co xà đơn nhiều vào nha. Mình thấy mọi người có người kéo giãn ra nhưng mà trong độ tuổi đang phát triển nha, chứ quá độ tuổi phát triển là mình chia sẻ nha. Cầu tốt. Cầu con ấp câu, cầu nghe rất nổ luôn. Ấp câu vẫn còn. Vẫn còn. Cầu trong sân. Hay, vẫn còn. Một pha cầu hay. Ui trời ơi, ném cả vợt đi luôn. Mấy anh này là kiểu đánh tốt rồi mọi người. Nên là những quả đánh đập nhảy rất tốt luôn. Đây, anh Mọt này, tập tác anh này anh Mọt rất tốt. Vẫn còn, rất hay. Cầu. Ui trời ơi. Bọn em đánh cũng phải đánh cái cầu nhựa. Cái quả nhựa thì bay khó lắm. Rồi. Ta bắt cầu cân ổn không anh? 11 cũng tùy lực tay của mọi người thôi. Cái cân nặng nó cũng không phải là tất cả. Mọi người đánh căng làm sao để cho nó vừa với cái lực tay của mọi người. Khi mọi người đập hay là mọi người không ấy, cảm thấy nó đi thì có bí quyết gì hay không? Đánh giải đôi thì anh không biết, nhưng mà mọi người nên làm cầu, nếu mọi người đập cầu tốt thì mọi người nên làm cầu.